Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Từ ngày 17 tháng 8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn kết quả trúng tuyển đại học năm 2024. Thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi, nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đã đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển. Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi, nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đã đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển. Thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17 giờ ngày 27 tháng 8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh sẽ bị hủy kết quả. Từ ngày 28 tháng 8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh chưa trúng tuyển, nếu có nhu cầu đăng ký, cần theo dõi các trang thông tin của trường và làm theo hướng dẫn. Mức học phí dự kiến của các trường đại học khối ngành kinh tế trong cả nước dao động từ 16 đến 70 triệu đồng trên năm học. Trường cao nhất là 700 triệu đồng trên toàn khóa. Năm học tới, học phí của trường đại học ngoại thương dao động từ 25 đến 65 triệu đồng trên một năm học. Cụ thể, chương trình đại trà có mức 25 triệu đồng, chương trình chất lượng cao mức 44 triệu đồng, cao nhất với chương trình tiên tiến lên tới 65 triệu đồng trên một năm học. Năm nay, trường tuyển 4.130 chỉ tiêu cho cả 3 cơ sở đào tạo là Hà Nội, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tại trụ sở chính Hà Nội, trường tuyển 3.080 chỉ tiêu cho 13 ngành nhóm ngành đào tạo. Tại cơ sở Quảng Ninh, trường tuyển 100 chỉ tiêu cho 2 ngành nhóm ngành đào tạo. Chỉ tiêu cho cơ sở thành phố Hồ Chí Minh là 950 sinh viên cho 5 ngành nhóm ngành đào tạo. Trong đề án tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến học phí đại học chính quy chương trình chuẩn năm học 2024-2025 từ 16 đến 22 triệu đồng trên năm học, tùy từng nhóm ngành, lộ trình tăng học phí mỗi năm của trường không vượt quá 10%. Đại học Kinh tế Quốc dân chưa công bố chi tiết mức thu học phí cho các chương trình định hướng, ứng dụng hay các chương trình bằng tiếng Anh. Năm học 2024-2025, Học viện Ngân hàng dự kiến mức học phí khoảng 25 đến 37 triệu đồng trên một năm học, trong đó các chương trình đào tạo chuẩn thuộc nhóm ngành kinh doanh quản lý và pháp luật thu mức 25 triệu đồng trên một năm học. Khối ngành công nghệ thông tin học phí là 26,5 triệu đồng trên một năm học và khối ngành nhân văn khoa học xã hội là 26 triệu đồng trên một năm học. So với năm học trước, mức này cao hơn khoảng 4 đến 5 triệu đồng. Ở chương trình đào tạo chất lượng cao, nhà trường có mức thu dự kiến là 37 triệu đồng trên một năm học. Với chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động từ 340 đến 380 triệu đồng trên 4 năm học, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối ở trường liên kết. Học phí dự kiến năm học 2024-2025 của trường Đại học Thương mại dao động từ 24 đến 26 triệu đồng trên một năm học, với chương trình chuẩn và định hướng nghề nghiệp 3,5 triệu đồng trên tháng, với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế. Học phí các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp có mức học phí 2,6 triệu đồng trên tháng. Nhà trường lưu ý mức tăng học phí hàng năm không quá 12,5% so với năm liền kề. Năm học 2024-2025, Học viện Tài chính dự kiến mức học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng trên một năm học và chương trình định hướng chương trình quốc tế là 50 triệu đồng trên một năm học. Với diện tuyển sinh, theo đặt hàng sẽ có mức học phí dự kiến 43 triệu đồng trên một năm học. Từ những năm học sau, học phí có thể thay đổi khi nhà trường thay đổi chính sách về học phí. Trường hợp tăng thì mức tăng không quá 10% so với năm học trước. Với chương trình liên kết đào tạo, mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich, Vương quốc Anh, học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học. Cụ thể, học 4 năm trong nước là 70 triệu đồng trên một năm học, 280 triệu đồng trên một khóa học. Học 3 năm trong nước cộng 1 năm tại trường đại học Greenwich, Vương quốc Anh là 70 triệu đồng trên 1 năm học. Cho 3 năm học trong nước, 490 triệu đồng trên 1 năm học. Cho 1 năm học tại trường đại học Greenwich, tổng cộng là 700 triệu đồng trên 1 khóa học. Ở chương trình liên kết đào tạo, Đại học Toulouse cấp bằng học trong 3 năm, chuyên ngành bảo hiểm, ngân hàng, tài chính là 171 triệu đồng, mức học phí bình quân 57 triệu đồng trên 1 năm học. Chuyên ngành kế toán kiểm soát, kiểm toán là 180 triệu đồng, mức học phí 2 năm đầu là 57 triệu đồng trên 1 năm học, riêng năm cuối là 66 triệu đồng trên 1 năm học.
với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024-2025 áp dụng mức học phí cho các chương trình đào tạo dao động từ 975 đến 3,29 triệu đồng trên một tín chỉ. Năm học tới, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng mức học phí với sinh viên chính quy trong nước là 4,4 triệu đồng trên tháng, 44 triệu đồng trên một năm học. Đối với sinh viên chính quy ngành quản trị kinh doanh cho các tài năng thể thao mức 98 triệu đồng trên một khóa, 2,45 triệu đồng trên tháng, 726.000 đồng trên một tín chỉ. Với sinh viên liên kết đào tạo nước ngoài, liên kết Đại học Choi Hoa Kỳ và do Đại học Choi cấp bằng áp dụng mức hơn 351 triệu đồng trên 3,5 năm học tại Việt Nam. Với sinh viên liên kết nước ngoài, liên kết Đại học St. Francis Hoa Kỳ và Đại học St. Francis cấp bằng áp dụng mức hơn 358 triệu đồng trên 4 năm học. Năm học 2024-2025, Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 chương trình đào tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Theo đó, chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có mức học phí 27,5 triệu đồng một năm và đào tạo bằng tiếng Anh 57,6 triệu đồng năm một. Sau đó, các năm sau, mỗi năm trường tăng từ 10 đến 12,8%. Tổng số tín chỉ của các chương trình đào tạo của trường là 130 tín chỉ. Trường hợp sinh viên học lại, cải thiện, học xong ngành, ngoài chương trình đào tạo, tích lũy kiến thức thì học phí của các phần học này sẽ tính theo số tín chỉ. Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng với cử nhân chính quy thuộc nhóm 1, nhóm các ngành kinh tế, công nghệ áp dụng mức học phí là 22,5 triệu đồng trên một năm học. Nhóm 2, nhóm các ngành quản trị, kế toán, tin học, quản trị, kinh doanh áp dụng mức học phí là 25,5 triệu đồng trên một năm học. Chương trình chính quy đại trà giảng dạy bằng tiếng Anh mức 38 triệu đồng trên một năm học. Chương trình chính quy đại trà giảng dạy 50% bằng tiếng Anh mức 31,5 triệu đồng trên một năm học. Riêng với chương trình cử nhân chính quy quốc tế áp dụng mức thu 50 triệu đồng trên một năm học với thời gian học tại Việt Nam, với thời gian học ở nước ngoài, mức học phí sẽ theo quy định của trường đối tác. Học phí ngành công nghệ thông tin từ 16 đến 87 triệu đồng. Ngành công nghệ thông tin ở 16 trường thu học phí khác nhau tùy chương trình đào tạo, trong đó cao nhất là Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội có 8 ngành và chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin. Với ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính, chương trình chuẩn phí học năm 2024-2025 khoảng 24 đến 30 triệu đồng, các ngành khác đều trên mức 30 triệu đồng. Ngành khoa học máy tính liên kết với Đại học Choi Mỹ thu 87 triệu đồng. Đây là mức cao nhất trong số các trường đào tạo nhóm ngành này ở Hà Nội. Đổi lại, sinh viên lấy bằng do Đại học Choi cấp. Đứng thứ hai là Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ngành công nghệ thông tin, truyền thông của trường này thu 53 đến 57 triệu đồng tùy chương trình một hay song bằng. Học viện Nông nghiệp Việt Nam có học phí thấp nhất ở mức 16 triệu đồng. Các mức thu này áp dụng với tân sinh viên, các khóa cũ sẽ theo thông báo của trường. Công nghệ thông tin là nhóm ngành hot trong nhiều năm qua. Ở các trường khối công nghệ, kỹ thuật, đầu vào nhóm ngành này thường cao nhất. Như vậy, Đại học Bách khoa Hà Nội điểm chuẩn dự kiến nhóm ngành này là từ 27 trở lên. Năm nay, lĩnh vực này cũng nằm trong top 4 nhóm ngành thu hút thí sinh nhất, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo Lương IT 2023-2024 của IT Việc, trang thông tin về việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho thấy mức lương khởi điểm của nhân sự ngành này khoảng 7-19 triệu đồng một tháng. Nếu làm ở vị trí quản lý, lương khởi điểm là khoảng 32 đến 33 triệu đồng. Khảo sát của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm ngoái cho kết quả tương tự với mức lương dành cho sinh viên mới tốt nghiệp ở khoảng từ 8 đến 20 triệu đồng tùy vị trí.